Còn thấy gì anh lắm ngát gì? Ây da. Ở đây kiến lắm bạn. Ô má ơi, ô chu cha ơi. Ô. 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 Có cái con gì trong đây nè các bạn. Wow. Mình lên trước các bạn ơi. Wow. Con gì nữa các bạn? Úp phải con này úp đụng mất mất mất. Gì hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của Hoàng Lam BB. Hồi nãy á, Hoàng Lam BB nghe ba la, Hoàng Lam BB nói là ở ngoài ruộng á có con thuật cá lóc nó phá lúa các bạn. Thì giờ Hoàng Lam BB lại hỏi ba của Hoàng Lam BB á là con cá lóc nó nằm ở đâu. Là BB sẽ đi ra ruộng bắt cá đây. Mà các bạn đi theo chân của Hoàng Lam BB đi thôi. Tới nhà nha các bạn. Bây giờ cô Út còn sẽ hỏi ông nội nha. Ê, ông ba mình cũng vừa đi bắt cá về luôn á các bạn. À, cá này cô chú. Ê, ba mình bắt ngoài ruộng được nhiêu nè các bạn. Giờ mình sẽ hỏi là vị trí con cá lóc nó quậy ở đâu á các bạn. Rồi mình sẽ đi ngoài mình tìm con cá lóc đó. Mời các bạn đi chung mình nha. Để cá lóc quậy ở đâu? Quậy lại cái mưa nước ruộng năm á. Ê, đi thẳng ra ngoài hay là miếng dứ, miếng ruộng này hay miếng ruộng dứ? Này ha. Giờ mình đi nha các bạn, mình đi bắt cá mà các bạn theo chân mình đi theo mình ra ruộng nha các bạn. Giờ mình chuẩn bị đi ra ruộng nha các bạn, mời các bạn đi theo chân mình đi ra ruộng nha. Đây Út con đi nha. Đó. Đó, cô Út con đi gần có ruộng rồi nha cô chú. Ha. Đây là ruộng cô chú. Giờ cô Út con sẽ đi kiếm cá nha cô chú. Bà ba mình nói là cái mương ở bên đây nha các bạn. Giờ mình đi qua cái mương các bạn lại tắt mương luôn. Đó, cô Út con kìa. Mình làm đó các bạn. Nè, cô chú con quay vòng cho cô chú coi nè nè. À. Cô chú thấy đẹp không cô chú? Nếu cô chú nào thấy đẹp thì hãy cho cô Út con một like và subscribe. À, hiện tại con với cô Út con đang ở ngoài đồng. Mình cũng giật mấy dũng thình đó bạn, mà chưa gặp cá nữa bạn. À, mình đang mình kiếm. Cô chú thấy cô Út con chưa? Hỏi lại tên lại. Có không ta? Thì mình đang đi tìm cái dũng đó các bạn. Ở đây nó có một cái dũng này, giờ mình xuống đây mình kiếm nha các bạn. Mình nói đi quên lột dép, giờ mình lột dép mình đi xuống. Cái này thì mình thấy cá nhỏ nhỏ luôn các bạn. Không biết có. Ba mình nãy thì nó bắt cái dũng trong, mình này mình ra tới dũng ngoài luôn đó bạn. Không biết có không nha các bạn. Còn hên xui lắm nha các bạn. Có cá nhỏ nhỏ các bạn ơi. Ê, cái gì vậy? Ôi thôi, con thấy cái gì ngát ngát trên đây nữa. Có con cá nhỏ nhỏ nè. Con thấy gì ngát ngát nè. Ây da. Ô. Ở đây kiến lắm bạn. Ô má ơi, ô chu cha ơi. Ô. Ô. Có cái con gì trong đây nè các bạn. Wow. Mình lên trước các bạn ơi. Con gì nữa các bạn? Út phải con này út đụng mất 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 mất. Đâu? Đây 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 đây. Con gì vậy? Ơ bạn ơi, cá lóc các bạn ơi. Wow. Đây bạn. Cút con hên quá cô chú ơi. Bữa nay hên nữa bạn ơi. Đó. Có con nữa. Ở đây, ở đây, ở đây. Oh. Nè cô coi. Nè cô chú coi nè. Wow. Ơi. Ơi. Cô có con giờ mình đem nó ra mình nướng chui nó nha các bạn. Dễ dữ lắm bạn. Giờ mời các bạn tới mô các bạn mình vô nhà mình nướng chui giờ mình đi vô nhà nha các bạn. À. Cút con mới vừa cầm con cá mới vừa cầm đôi dép luôn. Nó dễ hoài các bạn ơi. Chú ơi, bây giờ cốt con phải chui gào.
Đó. Đó chưa? À. Cút con bả quá mệt vì con cá luôn. Nó dãy quá dãy rồi. Bây giờ Út con sẽ đem về nhà nha cô chú. Út con quá mệt. Út chia sẻ cảm giác mệt của mình cho cô chú nghe Út. Rất là mệt luôn các bạn. Em xin mời bị lá lá đây, đắt hả? Chạy mất rồi hết rồi. Giờ chú này đòi mua nè. Con đi vô nhà đó. À, cô. Cút con bây giờ sẽ rửa con cá. Cá nó bị ngợp các bạn. Thôi, đôi chân dài như vậy mà. Ấy uổng quá. Bị lúa cắt trơn rồi. Tỏ cắt gì lúa đó. Mình tưởng là nó nằm ngoài các bạn. Ai về nó tuốt cái trong ruộng đó mà. Cút cút có buồn không? Không. Sao vậy? Vì muốn cô chú và những người coi video của mình vui hả Cút? Giờ bạn ủng hộ kênh của mình lên đi. Giờ Cút mặt cười chút đi. Nó cha dễ thương. Giờ mình nhúng lửa mình nướng cá lóc mình bắt vào đồng nha các bạn. Giờ là gì chứ cũ. Để mình nhúng lửa chút nha bạn. À. Cô chú ơi, hôm nay bà thủ cái khẩu trang gì đâu giống như là ăn trộm quá. Ơi, chuẩn bị té. À. Chưa té. Còn cái đống lửa như vậy nha. Mình lấy than các bạn. Hả, à, cô chú ơi, lửa quá dữ. Em một phần, giờ mình dục cá lên nha các bạn. Wow. Có con cành, chở nó qua lại. Cốt con giống như là sát thủ. Ờ ghê chưa? Lực sĩ người nha. Đó. Mà. Đó. Giờ cốt con bá sợ nám. Giờ bá hủ nguyên cái khẩu trang luôn. Đó. Chút. Mình chở trên nó nóng, ở dưới nó cũng nóng lên nữa bạn. Cho nó đều các bạn. Mình khỏi chở các bạn. À, giờ mình chở nó một vòng nữa các bạn. Đây. À. Cá cô chú. Mình đang hâm hâm cái đầu nó lại các bạn, cho cái đầu nó chín đều luôn. Ăn nó chín rồi đó. Các bạn hãy đợi một chút xíu nhé, rồi mình sẽ cạo cái lớp này ra. Các bạn chấm muối, muối chanh. Đó, chanh mới hái cây xuống luôn. Đã chưa? Mở bụng nó ra quất luôn. Ngon lành chưa? Mời các bạn ăn với mình nha. Nóng không cô? Cũng nóng quá. Mời các bạn ăn cá nướng với mình nha. Cốt nướng chấm muối không? Ngon bạn. Quá rõ. Mình ngồi ăn không biết ai buồn mà. Ở phía nào không có thùng nhậu luôn hả? Ngồi mình nướng cá mình ăn. Ngon quá bạn ơi. Cá đậm dai dai, ngon. Ngon quá bạn. Ngon. Các bạn ơi. Mời các bạn ăn cái mình miếng nữa. Các bạn ơi, giờ thì mình xin phép khép video lại đây, cho mấy đứa nhỏ nó vô nó ăn chung mình đó các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy yêu mến Hoàng Lai TV thì xin bấm đăng ký và bấm chuông.
chùa La Uy một like. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.